Các bạn thấy gì chưa? Đây là video hướng dẫn nhảy parity của mình ngày 20 tháng 8 2016 mình đăng lên. Thì ở đây nó có nói là video bị xóa vì nội dung không phù hợp. Tức là có người đã report mình, rip mình, spam mình để cho mình nát cái video này. Không thể tin nổi. Vô coi nè. Đấy, vừa vào coi chưa kịp hiện video đã hiện dòng chữ màu xanh. Thấy đẻo không? Chúng tôi đã xóa video này vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Vi phạm cái cờ hó gì? Đây là cách giải parity. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số trường hợp parity của 44. Đó là có hai trường hợp parity, một trường hợp là ở bên là còn trường hợp đó là thì report cái quái gì thế? Report quái gì thế? Người ta vừa đăng là bạn mình vô coi, thấy thằng cờ hó nào coi sao, không comment, không dislike mà report, nhân vật nguy hiểm. Cho bạn coi tiếp nè. Cơ bản nhất các bạn có phải biết để nhảy 44 là mình sẽ nhắc lại là xuyên suốt video không hề có nhạc nền, không hề có tạp âm bị lọt vào, không có cái gì hết, chỉ là một tờ giấy và vài khiếu của mình. Đây là cái chỗ mình thường xuyên quay video. Tại sao chỉ có một video này lại bị report, chỉ có một video này lại vi phạm nguyên tắc cộng đồng? Mà vi phạm là vi phạm cái gì? Mình sẽ cho các bạn xem cái nguyên tắc cộng đồng. Mình cũng rất là kỹ. Và mình cũng từng report một vài channel rồi vì channel đó là channel anti những video của mình, vô chửi video của mình. Thì mình report channel đó thì đúng, bởi vì nó là không có tôn trọng cộng đồng YouTube. Ở đây các bạn thấy không? Sẽ xem xét kỹ báo cáo của bạn. Không biết có xem xét chưa, nhưng mà đã gửi đơn kháng nghị rồi, gửi 3 lần luôn đấy. Mà không có chuyện gì xảy ra. Mình đã report 2 lần rồi. Cái lần kia thì 2 video luôn, tận 2 video bị report. Còn lần này chỉ có 1 video đó mà không hiểu sao. Cái này là mình đang giúp người ta, không có nhảm, không có troll hay là parody hay là cái gì cả. Mình chỉ nói theo style của mình. Và mình chỉ dedicate for YouTube. Làm rất là nhiều, hoạt động rất là nhiều trên YouTube. Thì cũng mong muốn là channel của mình sẽ giàu mạnh và cũng như là cộng đồng YouTube. Nhưng mà tại sao? Đây, không vượt quá giới hạn của những cái này. Đầu tiên là cái này. Các bạn thấy mình khỏa thân không? Nếu các bạn thấy thì các bạn về nhà các bạn móc mắt bạn đi. Nội dung tai hại nguy hiểm. Phải có nguy hiểm. Nói về cái nội dung này, nguy hiểm ở chỗ nào? Tìm coi. Cầm cục Rubik quay quay là nguy hiểm à, bơm à. Các bạn nghĩ đó là bơm á, về nhà bạn tự đút cục Rubik vô đít bạn đi. Nội dung bạo lực hoặc đẫm máu. Mấy cái trailer Avatar phim, nhất là mấy cái phim kiểu như kinh dị, mấy cái phim á kiểu như là đánh lộn chém giết lẫn nhau như là phim 300 đó, bạo lực đẫm máu đầy vãi cả ra, chẳng ai nói gì cả. Còn mình, channel của mình chỉ có hai cái chính là education và entertainment vậy thôi. Đẫm máu cục cức bạn ấy, về nhà đi ị bị trĩ đi, rồi lúc đó là thấy máu. Bản quyền cho coi
Master. Vi phạm bản quyền là nó đã có nói rồi, nó đã thông báo và nó là một cái mục riêng rồi. Nhưng mà video đã xóa vì không phù hợp. Không phù hợp gì cái gì? Bản quyền đâu? Bản quyền đâu? Không thấy chữ C xuyệt. Bản quyền là có chữ C xuyệt. Để mình ví dụ trên channel của bạn mình. Đây, bản quyền đâu? Video của mình bản quyền đâu? Đây, bản quyền đâu? Nhất, các bạn có thể nghe một vài bài nhạc trong video của mình. Mình đều lấy từ Alan Walker, NKS nè, No Copyright sao, tức là nhạc không bản quyền. Không bản quyền thì làm quá gì có bản quyền lấy cái khúc này. Nội dung kích động thù địch. Tôi chỉ thù cục cức mà. Thù địch shit. Nội dung như thế nào là thù địch? Các bạn là nội dung cầm cái cục Rubik quay quay để kích động chăng? Thù địch chăng? Thì mình khuyên là các bạn nên tự nhốt bạn trong phòng, khóa cửa lại và ở đó chết dần chết mòn đi hen. Đừng có ra ngoài rồi thấy cái gì cũng nói là kích động thù địch, đe dọa. Mình đang video này nè, thế nào cũng có đứa bảo mình đe dọa. Mình không có đe dọa. Mình chưa, các bạn biết là những cái mục này là từ YouTube gây ra. Không phải gây ra, sorry, mà là tạo ra để cho mọi người biết về nguyên tắc cộng đồng. Cho nên là các bạn phải thấy, các bạn phải hiểu, các bạn phải biết. Thì các bạn phải biết là report ở chỗ nào, report đúng cách.